Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần làm thay đổi cách nghĩ và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng như là kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà phân phối ở Đà Nẵng. Hiện nay, xu hướng tiêu dùng của người dân Đà Nẵng đối với hàng Việt đang dần được củng cố, với trên 90% người tiêu dùng tin tưởng dùng hàng Việt Nam chất lượng cao. Tại các hội chợ truyền thống, các siêu thị, các cửa hàng tiện ích, hàng Việt càng thể hiện rõ ưu thế trên các quầy, các kệ, phần lớn là các mặt hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Nhiều siêu thị còn ký hợp đồng hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp địa phương để được có giá tốt, chất lượng ổn định. BW cũng đã được người tiêu dùng bình chọn 4 năm liền hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là một cái lời khẳng định, nếu mà thị trường nội địa chúng ta biết cách làm, xây dựng thương hiệu, biết xây dựng một hệ thống phân phối phù hợp thì các sản phẩm Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực. Thời gian qua, Sở Công Thương Đà Nẵng đã bám sát chủ trương của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và triển khai nhiều chương trình hoạt động hưởng ứng thông qua việc lồng ghép các nội dung của cuộc vận động vào nhiệm vụ thường xuyên của ngành như đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai việc hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu đối với sản phẩm nông sản v.v. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã tổ chức 4 đợt hội chợ triển lãm tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của gần 700 lượt doanh nghiệp, thành phố và các tỉnh thành trong cả nước với tổng doanh thu đạt gần 24 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng còn tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Hòa Vang với sự tham gia của hơn 32 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt với doanh thu đạt trên 340 triệu đồng. Chúng tôi phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức chương trình hàng Việt tại thành phố Đà Nẵng. Thì tôi thấy là đây là một chương trình cần phải duy trì. Bởi vì đang nói gì nói mà sản phẩm của Việt Nam hiện nay rất tốt. Chúng ta chưa làm rộng cái thông tin, chưa giới thiệu đầy đủ cái thương hiệu cho bà con tiêu dùng. Chứ còn tôi phải nói rằng chính tôi là người sử dụng hàng Việt 100%. Tôi thấy là hàng Việt Nam hiện nay rất tốt. Việc tổ chức những chuyến hàng Việt về nông thôn đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp thay đổi định hướng kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện cho người tiêu dùng địa phương mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp với thu nhập của người nông dân. Có được lòng tin của người tiêu dùng được xem là lợi thế lớn nhất của hàng Việt cạnh tranh trên thị trường trong nước trong thời gian tới. Thế nhưng để hàng Việt không bị thua trên sân nhà, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng cần phải xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Từ khi mà chúng tôi đã có thương hiệu quốc gia thì cái uy tín thương hiệu trên thương trường không phải trong nước mà ở nước ngoài cũng đã nâng lên rất là cao. Người tiêu dùng đến với chúng tôi trước đây là một thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Đã tốt rồi thì bây giờ người ta đánh giá thương hiệu DRC là thương hiệu quốc gia thì người càng tin tưởng hơn về cái chất lượng của nhà sản xuất. Với những kết quả đã đạt được thì cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ở Đà Nẵng mặc dù đạt được nhiều kết quả song vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn tồn tại sau 6 năm triển khai như các sản phẩm sản xuất trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu, nhiều nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất còn phụ thuộc vào giá nhập khẩu, dẫn đến giá thành sản phẩm hàng hóa của Việt Nam cao hơn so với khu vực. Mẫu mã chưa được đa dạng dẫn đến khả năng cạnh tranh còn thấp, vân vân. Đối với thành phố Đà Nẵng thì về cơ bản thì nhân dân cũng rất là háo hức và cũng đã hưởng ứng một cách tích cực. Thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức ngoài cái chương trình đưa hàng về nông thôn thì đều tổ chức cái hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao cũng như hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2015 thì sẽ có tổ chức cái cuộc hội chợ này. Xác định cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là chương trình dài hạn và triển khai trong nhiều năm, Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố với thị trường tiêu thụ thông qua mở kênh hệ thống phân phối và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp Việt thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường.